mới giữ được hồn cốt của bản làng. Và một hình ảnh từ cuộc sống ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện bảo tồn khèn bè và âm nhạc truyền thống của hai anh em ruột người Paco để cùng lan tỏa tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống còn sót lại nơi đại ngàn Trường Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.